Ủ này tí lên con chép nó ngon nhỉ, cô đơn lên chép. Mẹ nó lấy trong đây mà em biết được mà sao không? Anh em nhìn này, một hộp mồi đấy, lên cả sóng đen luôn. Cái này cắn luôn này, mùi rất là nhạy. Chép cái này. Vớt vớt con này, vớt con này, vớt. Ê. Chép 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 chép. Từ 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 thôi. Úi giời. Thanh niên cần đơn. Ý, vớt vớt cẩn thận luôn. Úi úi khéo vậy, khéo vậy. Úi cả. Vớt chưa, vớt chưa. Cần 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 đơn lên chép. Ấy ôi. À, ôi ôi, sướng quá cô ơi. Cần đơn lên được con chép khủng. Đẹp nhỉ. Còn con to nữa, mấy con to nữa ấy. Con này chắc là có trứng rồi. Còn quá. Em hả xong rồi mang cả vợ cho rồi chứ. Xuống. Cho nó dễ lấy cao đi. Đây là chú gỡ à, chú gỡ hạng lên đấy rồi đấy, để đấy để thầy cả cho vợ vui rồi, sướng nhỉ. Sao thử lên cân luôn, xem mấy cân.